Sau trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC và Khánh Hòa FC tối qua, 22 tháng 10, ở vòng 1 mùa giải V-League năm 2023 đến năm 2024, trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Chúng tôi và các đội bóng ở phía Nam thiệt thòi vì chưa có VAR. Công nghệ VAR giúp ích cho trọng tài, giúp cho các trận đấu công bằng hơn." Ở trận đấu vừa kết thúc trên sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tối qua, có hai tình huống nhạy cảm mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phản ứng trọng tài Lê Vũ Linh. Tình huống đầu tiên là pha bóng Bùi Ngọc Long bên phía đội bóng thành phố va chạm với hậu vệ đội Khánh Hòa trong khu vực 16m50 của Khánh Hòa. Đội chủ nhà đòi được hưởng phạt nền, nhưng trọng tài Lê Vũ Linh khoác tay cho qua. Tình huống thứ hai xảy ra ở phút 48, cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đưa được bóng vào lưới Khánh Hòa, nhưng trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận bàn thắng này vì trọng tài cho rằng phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phạm lỗi trước khi bóng được đưa vào lưới. Về những tình huống nói trên, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết hai tình huống đấy rất nhạy cảm. Tôi cho rằng nếu có những tình huống nhạy cảm như vậy, cầu thủ dễ bức xúc, trận đấu sẽ nóng lên, dẫn đến việc trọng tài không dễ kiểm soát trận đấu, dễ bị lệch lạc. Vì thế, công nghệ VAR sẽ giúp cho trận đấu minh bạch hơn, công bằng hơn. Theo tôi, ban tổ chức V-League nên sắp xếp một xe VAR cho các sân bóng ở phía Nam. VAR là phương tiện giúp cho trọng tài cầm cân nảy mực tốt hơn, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nói thêm. Còn về chuyên môn của trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ, ngay cả khi dẫn trước Khánh Hòa 1-0, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chiến thắng. Bàn thắng thứ hai giúp cho chúng tôi yên tâm hơn. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hướng đến trận đấu tiếp theo. Mùa này, chúng tôi tăng cường được nhiều vị trí chất lượng như Minh Tùng, Hạ Long, Thanh Thảo, thủ môn Patrick Lê Giang, các ngoại binh Timai Aima và Ntep Depol, vẫn là lời của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Trong khi đó, huấn luyện viên Võ Đình Tân của câu lạc bộ Khánh Hòa nói, thời tiết không tốt, mưa lớn ảnh hưởng đến trận đấu. Chúng tôi phối hợp không tốt vì thời tiết xấu. Đội Khánh Hòa cũng không tận dụng tốt các cơ hội, cộng thêm thiếu may mắn vì bóng một lần dội cột dọc, một lần khác trúng xà ngang. Mùa giải năm nay chắc chắn không hề dễ dàng với chúng tôi, nhưng có lẽ không mùa giải nào dễ dàng cả. Vả lại, tôi cho rằng năm nay không chỉ có mỗi mình đội Khánh Hòa gặp khó khăn. Về các ngoại binh của chúng tôi, họ chưa có sự hòa nhập tốt, huấn luyện viên Võ Đình Tân khẳng định.